là thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956 15 tháng 10 năm 2021. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Cần Chuột phối hợp với xã Phước Hậu tổ chức lễ tra mắt chi hội nhà trọ thanh niên công nhân với 20 thành viên tại nhà trọ Hữu Quân. Việc thành lập chi hội nhà trọ thanh niên công nhân nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên công nhân trong các khu nhà trọ, qua đây tuyên truyền vận động thanh niên công nhân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước cùng nhau giữ trình an ninh trật tự tại khu nhà trọ. Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quyền Cần Duộc tặng 20 phần quà cho thành viên chi hội và công nhân đang ở trọ tại nhà trọ Hữu Quân. Được biết, đến nay, quyền Cần Duộc đã thành lập được 3 chi hội nhà trọ thanh niên công nhân với 57 thành viên ở xã Tân Tập, Phước Hậu và thị trấn Cần Duộc.